Đây là chương trình phát thanh tin lành, tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng. Được phát thanh hàng tuần vào mỗi sáng thứ bảy trên đài Tiếng Nói Việt Nam do Thời báo chủ trương và thực hiện. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi rất vui được tái ngộ với quý vị qua chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ấn Điển thực hiện hàng tuần. Bàn về các lời cuối cùng của phi hành đoàn MH370, thì vừa qua giới chức Malaysia vừa đưa ra phiên bản mới của liên lạc cuối cùng giữa kiểm soát không lưu và đội bay trên chuyến MH370 hiện còn đang mất tích. Theo đó, những lời cuối cùng giữa hai bên là câu chúc ngủ ngon Malaysian 370, chứ không phải là được rồi, chúc ngủ ngon như tin đã đưa trước đây. Bộ Giao thông cũng nói đang điều tra xác định xem lời cuối của cơ trưởng hay là lái phụ. Máy bay chở 239 hành khách đang trên đường đi từ Kuala Lumpur đi đến Bắc Kinh thì mất tích vào ngày 8 tháng 3 vừa qua. Cuộc liên lạc cuối cùng đã xảy ra vào lúc 1 giờ 19 phút giờ Malaysia. Nhà chức trách Malaysia nói rằng dựa trên các dữ liệu vệ tinh, họ kết luận rằng máy bay đã rơi xuống phía nam của Ấn Độ Dương. Phóng viên của đài BBC, ông Richard Westcott, nói rằng phiên bản mới này có vẻ trình trọng hơn và phù hợp hơn với những gì các phi công hay nói với trạm kiểm soát không lưu hơn là phiên bản cũ. Phóng viên của đài BBC cũng nói rằng không rõ tại sao Malaysia lại thay đổi thông tin, cũng như tại sao lại phải mất nhiều thời gian như vậy để đưa ra phiên bản mới về lời nói cuối cùng của phi hành đoàn này. Kính thưa quý vị thính giả, những lời cuối của những người sắp qua đời chắc chắn đó là những lời quan trọng đầy ý nghĩa. Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá, Ngài nói những lời cuối cùng trước khi Ngài tắt hơi rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ. Và đây cũng là mục đích và lý do tại sao Đức Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập tự giá. Ngài muốn tha tội cho tất cả mọi người, cho quý vị và tôi, bởi vì dưới mắt Thượng Đế thì tất cả chúng ta đều là tội nhân, đáng bị hình phạt đời đời. Và ấy là lý do mà Thánh Kinh đã quả quyết rằng ai tin Chúa Giêsu thì được sự tha tội và hưởng được sự sống đời đời. Trong đêm cô đơn, con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hằng mang. Thật con chẳng có đàn chỉ tình yêu Chúa quá cao vời, lê xa ngôi cao xa Ngài lâm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời Chúa ban cho con người. Tội như con khi không còn lối thoát, tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, để suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài.
trong đêm cô đơn. Con lặng nghe thấy tiếng Chúa dịu dàng và thấy tất cả lỗi lầm con hàng mà. Thật con chẳng có đàn chi tình yêu Chúa quá cao vời. Lê xa ngôi cao xanh Ngài làm thế vì con. Bao nhiêu năm qua con tìm đâu thấy giữa cuộc đời một tình yêu như là tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy không xa vời Chúa ban cho con người. Tôi như con khi không còn lối thoát. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, để suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, nhưng lúc con hoang mang, nhưng lúc con cô đơn là con biết nương nhờ nơi Chúa mãi mãi. Tình yêu ấy Chúa đã dành cho chính con. Người tội lỗi bao năm tìm đi lối riêng, để suốt cả cuộc đời đem hết bao yêu thương con nhận cho con ghi khắc ơn Ngài. Quý thính giả vừa đón nghe ca khúc Ghi khắc tình yêu Ngài. Trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị trở lại với Minh Nguyên và Tiểu Oanh qua đề tài Đối thoại trong hôn nhân. Đối thoại trong hôn nhân, bài 14. Như chúng ta đã biết, một trong những nguyên tắc căn bản của bản Thánh Kinh về đối thoại là mau nghe mà chậm nói chậm giận. Dù biết đây là nguyên tắc rất hay, nhưng chúng ta thật khó áp dụng. Không những thế, chúng ta còn hay làm ngược lại, tức là chúng ta vẫn chậm nghe, mau nói và mau giận trong những tuần qua. Chúng tôi trình bày về những lý do khiến chúng ta không thể chú ý lắng nghe khi người khác nói, nhất là người phối ngẫu, có điều muốn nói. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài đề nghị để giúp chúng ta có thể lắng nghe cách dễ dàng hơn. Trong một quyển sách nói về vấn đề đối thoại trong hôn nhân, ông Norman White, một nhà khải đạo tin lành, cho biết để có thể mau nghe như lời Thánh Kinh dạy, tức là thật sự chú ý lắng nghe khi vợ hay chồng có điều muốn nói, chúng ta cần làm những điều sau. Thứ nhất, xét lại xem mình nghĩ gì về người phối ngẫu và cảm nghĩ đó có đúng hay không. Như chúng ta đã biết, những thành kiến, định kiến hay những điều chúng ta in chí về người bạn đời ảnh hưởng rất nhiều đến cách ta đối thoại với người đó. Vì những kinh nghiệm, những đụng chạm trong quá khứ, chúng ta thường có một suy nghĩ hay cảm nghĩ nào đó về người vợ hay người chồng của mình. Có người nghĩ rằng chồng mình hay nói thêm, nói bớt. Người thì in chí rằng vợ mình hay che giấu, không nói thật. Người khác thì cho vợ hay chồng mình cố chấp, không bao giờ chịu nghe ai cả. Tất cả những định kiến đó ảnh hưởng nhiều trên cách chúng ta nghe khi người đó nói. Có bà vợ kia sau một hai lần khám phá ra rằng chồng mình không nói sự thật, nhưng hay nói thêm,
Từ đó bà in chí rằng những gì chồng nói không hoàn toàn đúng sự thật, vì thế không nên tin hết 100%. Một ngày kia chồng than công việc ở sở lúc này nhiều quá, nên về nhà không có sức để lo vườn tược hay sửa sang những chỗ hư hỏng trong nhà. Bà vợ nghĩ rằng chồng mình nói thêm cho tình trạng có vẻ bi đát để vợ con thương, nên không tin lời chồng nói và cũng không chú ý lắng nghe. Không những thế, bà còn nghĩ rằng có lẽ ông không muốn giúp việc nhà nên lấy cớ là ở sở làm quá nhiều. Một bà vợ khác thì lúc nào cũng giấu chồng về chuyện tiền bạc. Bà có tiệm giặt ủi. Tuy lúc này không khá bằng những năm trước, nhưng cũng vẫn sống được. Tuy nhiên, có lẽ vì muốn chồng đừng trông mong nhiều vào số tiền mình kiếm được hàng tháng, nên lúc nào bà cũng than ế ẩm, ít khách không đủ tiền trả xã hội. Ông chồng biết tính vợ, nên mỗi khi bà nói đến chuyện tiền bạc hay công việc làm ăn, ông thường không muốn nghe. Nếu định kiến của chúng ta về người phối ngẫu hơi quá đáng, chúng ta cần xét lại và sửa đổi để những định kiến đó không ảnh hưởng đến sự đối thoại giữa hai người. Nếu điều chúng ta nghĩ đúng sự thật, chúng ta nên tìm dịp nói cho người đó biết, để người đó sửa đổi, hoặc ít ra cũng hiểu vì sao chúng ta không thể chú ý lắng nghe. Tốt hơn hết, vì lòng thương yêu, chúng ta nên bỏ những định kiến đó đi và sẵn sàng lắng nghe khi người ta muốn chia sẻ tâm tình với chúng ta. Thật ra, vợ chồng không nên có định kiến với nhau, nhưng cần hiểu tâm tính hay thói quen của mỗi người trong cách đối thoại để dễ thông cảm với nhau hơn. Thứ hai, không chỉ nghe bằng đôi tai, nhưng nghe bằng đôi mắt và cả con người của mình. Khi vợ hay chồng mở đầu câu chuyện, chúng ta không những yên lặng nghe, nhưng cũng nên nhìn thẳng vào mắt người đó, để ý nét mặt, dáng điệu và cách nói, hầu có thể hiểu được những cảm xúc đằng sau lời nói. Nếu có thể được, chúng ta tạm ngưng những công việc đang làm để dành hết sự chú ý cho người đang nói. Sự chú ý trọn vẹn đó sẽ khích lệ người nói, cho thấy rằng người đó có một chỗ quan trọng trong lòng chúng ta. Chúng ta thật sự quan tâm và muốn chia sẻ những suy tư, lo lắng cùng những vui buồn của người bạn đời. Chắc quý vị cũng đã kinh nghiệm những lần có chuyện quan trọng muốn nói với vợ hay chồng, nhưng cảm thấy nản, không nói được. Vì người đó cứ tiếp tục làm việc, đọc báo, may đồ, hay tai nghe mà mắt cứ dán vào cái tivi. Khi làm như thế, chúng ta tỏ ra rằng việc ta đang làm quan trọng hơn điều người phối ngẫu muốn nói. Có người vừa xem tivi vừa nghe, nên tiếng được, tiếng mất, và cuối cùng kết luận một câu chẳng liên quan gì đến điều chúng ta nói. Hoặc buông một lời an ủi, hay một lời kết luận vô nghĩa, chẳng ăn nhập đâu vào với đâu. Khi chúng ta có điều muốn tâm sự, mà người nghe quá vô tình, quá thờ ơ, ta sẽ không muốn nói nữa. Thứ ba, dành thời giờ để trò chuyện với nhau, dành ưu tiên cho nhau. Vì đời sống quá bận rộn, nên đây là những hình ảnh chúng ta thường thấy giữa vợ chồng. Chồng ở phòng khách đọc báo, vợ nấu ăn trong bếp. Vợ hỏi vói một câu, chồng hét lại câu trả lời. Không những thế, tiếng vòi nước chảy, tiếng quạt trong bếp, tiếng con đùa giỡn, tiếng trong tivi làm át mất lời nói của hai vợ chồng. Nên chúng ta có nói, có nghe nhưng chẳng nhớ, chẳng hiểu mà cũng chẳng thông cảm gì cả. Có người thì trước khi đi làm, vợ chồng trao đổi được vài câu.
thường là trách nhau hay nhắc nhau một điều gì đó, hoặc đặt ra một vấn đề nào đó rồi chia tay, không kịp hỏi lại hay nói thêm cho rõ ràng. Suốt cả ngày người này suy nghĩ lời người kia nói, rồi đâm ra buồn tủi hay hờn giận. Mỗi ngày vợ chồng cần thì giờ trò chuyện với nhau để củng cố tình yêu, thêm thông cảm với nhau. Muốn được như thế, chúng ta phải tìm thì giờ và dành thì giờ cho nhau. Khi ăn cơm, khi đi chung trên xe là lúc vợ chồng sẽ nói chuyện với nhau. Những khi cùng làm việc nhà cũng là thì giờ tốt. Thay vì chồng xem tivi, vợ nấu cơm, hoặc chồng nói điện thoại với bạn, vợ lo chăm sóc con, chúng ta có thể tắt tivi, đừng nói điện thoại. Chồng vào bếp phụ vợ, giúp vợ lo cho con. Hai vợ chồng vừa làm việc vừa hỏi thăm nhau những việc xảy ra trong ngày. Nếu làm như thế, chúng ta sẽ thấy gần nhau vì có dịp nói ra điều mình muốn nói. Công việc có người phụ giúp cũng mau chóng và nhẹ nhàng hơn. Khi chúng ta làm vườn cũng là lúc vợ chồng có thể trò chuyện với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Đối thoại trong hôn nhân bài 14 phần 1. Xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Đối thoại trong hôn nhân bài 14 phần 2 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị.
Quý thính giả vừa đón nghe ca khúc Tình Chúa Yêu Tôi qua tiếng hát của Diệu Hiền. Chương trình phát thanh tin lành được tiếp nối với câu chuyện phúc âm. Kính mời quý vị cùng đón nghe 10 điều luật Chúa được Minh Nguyên biên soạn và trình bày thể theo 10 điều răn được thánh tin ghi lại trong Xuất Ai Cập Ký chương 20. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Kính thưa quý thính giả, có lẽ chúng ta đều biết nhà tỷ phú Mỹ Rockefeller. Ông John Davidson Rockefeller sống vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20. Người ta gọi ông là vua dầu lửa vì ông thành lập công ty dầu lửa lớn nhất nước Mỹ. Khi còn trẻ, ông Rockefeller sống theo triết lý tích lũy của cải càng nhiều càng tốt. Khi bước vào công việc kinh doanh, ông tận lực làm việc. Có người bảo ông làm việc không khác gì một nô lệ. Đến năm 33 tuổi, ông trở thành triệu phú. Năm 43 tuổi, ông làm chủ hãng thương mại lớn nhất thế giới. Và năm 53 tuổi, ông được kể là người giàu nhất thế giới. Trong thực tế, Rockefeller đã bán sức khỏe và hạnh phúc để đổi lấy danh hiệu đó. Mỗi tuần ông làm ra 1 triệu Mỹ kim, nhưng vì sức khỏe kém, ông chỉ ăn được những món ăn đạm bạc. Rockefeller không những là người giàu nhất thế giới, nhưng cũng là người bị nhiều người ghét nhất thế giới. Có lần ông bị người ta làm hình nộm rồi đốt đi. Lính hộ vệ ở bên cạnh ông ngày đêm, không biết lúc nào sẽ có người ám sát ông. Dù là người giàu nhất Hoa Kỳ, nhưng khi một ký giả hỏi, theo ông thì có bao nhiêu tiền là hạnh phúc? Rockefeller trả lời, phải có thêm một chút nữa. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời biết con người tham lam, không thỏa lòng với những gì mình có, nhưng luôn luôn muốn có thêm và muốn có điều người khác có. Chúa cũng biết tham lam là căn nguyên của mọi tội lỗi, nên giới răn cuối cùng trong bản 10 điều luật, Chúa phán, ngươi chớ tham lam. Nguyên văn giới răn này như sau. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Trích sách Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu thứ 17. Thánh Kinh Cựu Ước cũng nhiều lần nhắc đến tội tham lam. Phúc âm Luca ghi lại một lần nọ, có người ở giữa đám đông thưa với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, xin bảo anh tôi chia gia tài cho tôi." Chúa đáp: "Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi?" Rồi Ngài phán cùng đám đông: "Phải cẩn thận đề phòng, đừng để lòng tham lôi cuốn. Vì đời sống con người không cốt ở chỗ giàu có dư dật đâu." Trích Phúc âm Luca chương 12 câu 13 đến 15. Sự sống con người không cốt ở chỗ giàu có dư dật. Thật vậy, qua kinh nghiệm chúng ta thấy rằng giá trị của con người hay giá trị của đời sống không nằm ở những tài sản, tiền bạc chúng ta có. Người đặt giá trị của mình vào của cải hay đánh giá người khác dựa vào của cải người đó có là có cái nhìn thiển cận và thấp thỏi, vì đã đặt giá trị vào những điều không thật sự có giá trị. Khi một người là môn đồ thật của Chúa, đời sống người đó được đổi mới và sẽ có cái nhìn mới vào cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô viết, vậy, nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến những điều thuộc về trời, đừng ham mến những điều ở dưới đất. Vậy, hãy giết chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.
chúng tôi vừa trích đọc thư Côlôse chương 3, câu 1, câu 2 và câu 5. Theo lời khuyên của sứ đồ Phao-lô, điều người tin Chúa phải giết chết là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa và tham lam. Phao-lô nói tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, vì khi ham muốn điều gì, điều ấy sẽ trở thành mục tiêu cho cuộc đời. Tâm trí chúng ta sẽ luôn luôn hướng về điều đó và cố gắng làm thế nào để cho đạt được. Điều ta tham muốn trở thành thần tượng ta tôn thờ. Ví dụ, người tham tiền thì xem tiền bạc quan trọng nhất trong đời. Sẵn sàng hy sinh sức khỏe, tình người, đạo đức để có tiền. Người ham mê tình dục thì lúc nào tâm trí cũng nghĩ đến tình dục. Sẵn sàng làm điều tội lỗi để thỏa mãn tình dục. Người tham danh vọng thì say sưa đeo đuổi danh vọng. Vợ con hay chồng con không quan trọng. Khi ham muốn điều gì mà nếu không cẩn thận, kiềm chế, không tiết độ, chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho điều đó. Có người đã tin Chúa nhưng để lòng tham lôi cuốn, đến nỗi bỏ Chúa để chạy theo những ham muốn thấp hèn. Lúc đó Chúa không làm chủ đời sống chúng ta, nhưng tiền bạc, vật chất, danh vọng, lạc thú trần gian sẽ làm chủ. Kinh Thánh dạy rằng những người tham lam như thế không thể được vào nước trời. Nếu muốn biết mình có tham lam hay không, chúng ta hãy nhìn lại xem điều gì đang chiếm ngự tâm trí chúng ta nhiều nhất, khiến chúng ta bỏ tất cả thì giờ, sức lực, khả năng và tình người nữa để đạt được. Nếu đó là điều ta không nên có và không được quyền có, nhưng ta cố gắng đeo đuổi và sẵn sàng làm điều bất chính để đạt được, thì sự sửa phạt của Chúa chúng ta không thể nào tránh khỏi. Người tham lam cũng là người ích kỷ, không bao giờ chia sẻ với ai điều gì, nhưng chỉ muốn thu lấy về cho mình. Một yếu tố khác có thể giúp chúng ta biết mình có tham lam hay không, đó là hãy kiểm điểm xem mình có thỏa lòng hay không. Chúng ta cần tự hỏi, tôi có thỏa lòng với những gì tôi có không? Tôi có thỏa lòng với hoàn cảnh hiện tại, với người vợ, người chồng mà Chúa đã ban cho tôi? Thỏa lòng là ngược lại với tham muốn. Khi thỏa lòng, chúng ta sẽ không tham muốn nữa. Và khi còn tham muốn là chúng ta chưa thỏa lòng. Từ không thỏa lòng đến ham muốn và tham lam chỉ có một bước ngắn. Những người không thỏa lòng suốt đời sống trong bất hạnh vì không bao giờ thấy mình đầy đủ. Trở lại với nhà tỷ phú Rockefeller chúng tôi nói lúc nãy. Lúc đã đạt đến tột đỉnh giàu có, ông Rockefeller mới hơn 50 tuổi. Nhưng vì quá lo lắng, ông rụng hết tóc, mất ăn, mất ngủ, lúc nào cũng sợ chết. Và cũng trong thời điểm đó, ông khám phá ra rằng lời Chúa Giê-xu dạy trong Kinh Thánh là đúng. Lời đó là đời sống con người không cốt ở chỗ giàu có, dư dật về tài sản vật chất. Từ đó ông Rockefeller quan tâm đến đời sống tâm linh. Ông đi nhà thờ, học Kinh Thánh, dạy trường Chúa Nhật, tham gia công tác trong nhà thờ. Ông cũng học được một nguyên tắc khác trong lời Chúa, đó là ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Theo như trong sách Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35 có dạy. Ông Rockefeller bắt đầu ban phát của cải, dùng tiền bạc làm việc thiện, xây trường học, giúp người nghèo, giúp những cơ quan thiện nguyện, vân vân. Nhờ tìm thấy niềm vui và thỏa nguyện khi chia sẻ của cải cho người khác, ông được khỏi bệnh. Cũng nhờ đó, ông Rockefeller không chết lúc 53 tuổi, nhưng ông sống đến 98 tuổi mới qua đời. Trở lại với hai chữ thỏa lòng và tham muốn. Vì không thỏa lòng, chúng ta tham muốn, và cũng vì tham muốn, chúng ta không thỏa lòng.
Qua sứ đồ Phao-lô, Chúa dạy chúng ta như sau: sự tin kính cùng thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều tham muốn thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Bởi lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trích thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 6 đến câu 10. Thỏa lòng đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích. Không thỏa lòng, trái lại, sẽ đưa chúng ta vào những thiệt hại đau đớn. Có bà vợ kia sống bên cạnh chồng con cách vui vẻ, thỏa lòng, vì biết mình có một gia đình hạnh phúc. Bà không mơ ước gì, chỉ ngày ngày làm trọn bổn phận người nội trợ trong gia đình. Một ngày kia, đi dự đám cưới một người bà con. Bà nhìn thấy những bà vợ khác có áo quần sang trọng, nữ trang đắt tiền, là những điều bà không có. Thế rồi về nhà bà bắt đầu suy nghĩ và mơ ước. Càng suy nghĩ bà càng thấy buồn và tủi thân. Bà nghĩ phải chi chồng giàu có thì mình cũng được sang trọng sung sướng như vậy. Rồi bà bắt đầu than, cho là mình vô phước, không lấy được chồng giàu. Rồi bà suy nghĩ, có lẽ mình phải làm gì chứ không thể ngồi nhà chờ chồng mỗi tháng đem về một số tiền lương cố định như vậy. Và rồi bà quyết định mượn bạn bè một số tiền làm vốn để ra buôn bán. Từ đó ngày ngày bà bận rộn, mua hàng, lấy hàng, trông cửa hàng. Gia đình không còn những bữa ăn vui vẻ, đầm ấm. Con cái không người trông nom dạy dỗ nên bắt đầu bỏ học, đi chơi với bạn bè. Vì vợ chồng, cha mẹ và con cái ít gặp nhau và không có thì giờ trò chuyện với nhau, sự thân thương, đầm ấm trong gia đình giảm dần. Lúc nào vợ chồng cũng cãi nhau về chuyện tiền bạc, dễ dàng giận dữ, to tiếng với nhau. Sau một thời gian, người vợ chợt tỉnh ngộ. Bà thấy không thể vì tiền bạc, quần áo, nữ trang mà đánh đổi hạnh phúc gia đình và tương lai của con cái. Bà liền sang cửa hàng và trở về làm người nội trợ đảm đang để giữ tình yêu và hạnh phúc cho gia đình. Không có một người đã đến nơi đây, đã vào đời đi tìm mùa xuân cho em, đi tìm mùa xuân cho tôi. Người đã đến ban nguồn sống vui, và em biết hay không, đã nhiều lần Chúa đến bên ta, đến thật gần, mong chờ đồng đi bên ta, chữa lành niềm đau trong ta, thay nước mắt bằng khúc thiên ca. Mùa xuân nào em khao khát đợi chờ, mùa xuân nào em vẫn mãi ngóng chờ. Có phải là đường đời ngát muôn hoa? Quý thính giả đang đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện hàng tuần, được phát sóng trên hệ thống phát sóng của Thời Báo và Mục vụ Sống Đạo Online. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời giờ đón nghe. Để liên lạc với chúng tôi, xin quý vị gọi điện thoại số 416-827-6251. Nhân tiện, chúng tôi cũng kính mời quý vị và gia đình đến với các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nơi quý vị đang cư ngụ, hoặc đến với Hội Thánh Tin Lành Ân Điển
tọa lạc tại số 311 Wilson Heights Boulevard, cạnh Subway Wilson, North York, để tham dự các chương trình thờ phượng Thiên Chúa và thông công với chúng tôi vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3 giờ. Một lần nữa, chúng tôi thành tâm cầu xin Thiên Chúa ban phước cho quý vị và quý quyến một tuần lễ mới, gội nhuần hồng ân từ Thiên Chúa. Trân trọng kính chào tạm biệt. Cho em, đem lại mùa xuân cho tôi, người đã đến ban nguồn sống vui.